Rốt cuộc là bộ phim nào đã khiến cho Marvel từ một công ty đang trên bờ vực phá sản vào năm 2006 không tiếc giá nào, thế chấp bản quyền của một số nhân vật truyện tranh để đánh cược vào canh bạc này. Với tâm lý không biết thất bại hay là thành công, bộ phim được làm với kinh phí 140 triệu đô la Mỹ. Sau khi lên sóng, doanh thu phòng vé trên toàn cầu lên đến 585,2 triệu đô la Mỹ, đứng thứ hai sau kiệt tác The Dark Knight của Nolan. Và đó chính là bộ phim Iron Man được lên sóng lần đầu tiên vào năm 2008. Sự thành công của Iron Man đã chính thức mở ra một chương mới trong lịch sử của vũ trụ điện ảnh Marvel. Và hôm nay chúng ta hãy cùng bước vào thế giới của Iron Man, nhân vật huyền thoại đã cứu cả Marvel này nhé. Tony Stark là con trai của Howard Stark, nhà phát triển vũ khí huyền thoại của Mỹ. Từ nhỏ, Tony đã có tài năng xuất chúng, 4 tuổi làm được bằng mạch, 6 tuổi thì chế tạo ra bộ động cơ đầu tiên. Sau khi bố qua đời, Tony không những được thừa kế tập đoàn Stark Industries, mà còn đưa tập đoàn phát triển vươn xa, trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất tại Hoa Kỳ. Thế nhưng sau vẻ ngoài hào nhoáng này, Tony lại bị gán với biệt hiệu tay chơi, sành sỏi ở những khoản ăn chơi vô độ. Thậm chí mỗi sáng thức dậy, bên cạnh đều là những cô gái khác nhau. May mà còn có cô nàng trợ lý Pepper luôn giúp anh xử lý tàn cuộc. Hiện giờ anh vốn phải ngồi trên máy bay đến Afghanistan nhưng lại đang lộn xộn với em xế của mình. Đợi đến khi anh lái con vừa 2 giờ 8 đến sân bay thì anh bạn trung tá James Ross đã đợi anh cả 3 tiếng đồng hồ. Sau khi gặp mặt tướng quân, Tony đã giới thiệu phát minh tên lửa mới nhất của Stark cho bộ đội địa phương. Cảnh tượng này đã khiến Tony tự kết luận rằng thỏa thuận đã nắm chắc trong tay. Sau đó, anh đã được quân đội hộ tống ra sân bay. Thế nhưng anh không thể ngờ được là chuyến đi này lại xảy ra chuyện. Chiếc xe dẫn đầu đã bị tấn công bất ngờ và bị nổ tung. Những người lính cùng đồng hành đã xuống xe chống trả nhưng đều bị diệt sạch. Tony vô cùng hoảng, vội vàng loạn bỏ chạy. Vừa định gọi điện cầu cứu thì lại bị bởi tên lửa của chính công ty mình sản xuất. Vạch áo sơ mi ra thì thấy máu tươi đã thấm qua lớp áo giáp. Đến khi tỉnh lại lần nữa, anh phát hiện một người đàn ông xa lạ đứng bên người. Trước ngực anh còn gắn một nam châm điện. Tiến sĩ Insen nói với anh, nam châm điện này dùng để ngăn các mảnh vỏ đạn còn sót lại đâm trúng tim. Dứt lời, một băng nhóm khủng bố cầm súng xông vào. Đối phương đưa đến một tấm ảnh, hy vọng Tony có thể giúp họ chế tạo tên lửa Jericho cho chúng. Tony đương nhiên là từ chối, thế là anh đã bị chúng hành hạ. Vì để giữ mạng, Tony đã chỉ đành ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng đã thiết lập sẵn kế hoạch đào thoát, mà bước đầu tiên chính là loại bỏ khỏi tất cả tên lửa, đồng thời chế tạo một máy phát điện nhỏ, được gọi là lò phản ứng hồ quang thay thế cho nam châm điện trước ngực. Insen lúc này mới biết mục đích thực sự của Tony, chính là chế tạo một bộ giáp sát để hỗ trợ việc trốn thoát. Hai người bắt tay vào làm, chỉ mấy ngày ngắn ngủi họ đã hoàn thành một số bộ phận của bộ giáp. Mặc dù đối phương bọn đàn em không biết họ đang chế tạo cái gì, nhưng lúc Tony thử đeo bộ giáp, tên thủ lĩnh Razor vẫn phát hiện giấy định của họ. Hắn lập tức dẫn người xông vào phòng giam và chất vấn Tony vì sao lại lừa mình. Insen vội vàng giải thích rằng đó đều là bộ phận cấu tạo của tên lửa. Razor đương nhiên là không tin, hắn liền ấn đầu ông xuống. Thấy cục than đang bốc khói, Tony lập tức ngăn lại và nói với hắn ta rằng nếu tiến sĩ chết rồi thì anh cũng không thể chế tạo tên lửa. Mặc dù Razor đã bỏ qua cho tiến sĩ, nhưng chỉ cho họ thời gian là một buổi tối. Ngày mai không nhìn thấy tên lửa thì đầu của hai người sẽ được chuyển về nhà. Thế là Tony đã bắt đầu làm việc thâu đêm để kịp tiến độ. Trải qua cả một đêm chế tạo, bộ giáp sắt cuối cùng đã được hoàn thành. Thế nhưng lúc này Razor không nhìn thấy Tony trong camera giám sát, nên hắn đã bảo thuộc hạ đến kiểm tra. Kết quả lúc mở cửa, hai tên thuộc hạ lập tức bị nổ bay. Razor liền tức rơi máu. Nhưng Tony bên này vẫn cần thêm thời gian để khởi động bộ giáp. Để giúp Tony kéo dài thời gian, tiến sĩ đã nhặt súng lên rồi xông ra ngoài. Còn chưa đi được bao xa thì đã bị đám người Razor cản lại. Mà lúc này, bộ giáp cuối cùng cũng đã hoàn thành khởi động. Người khổng lồ trước mặt này chính là bộ giáp sắt đầu tiên của Tony có tên Mark 1. Đạn của kẻ địch liên tục bắn tới toàn bộ đều bị văng hết. Nhờ vào bộ giáp này, Tony dễ dàng hạ gục được mấy tên thủ vệ. Sau khi tránh được công kích của Razor, anh đã trở tay đáp trả một phát. Thấy tiến sĩ vì mình mà chết, Tony đã hoàn toàn phẫn nộ. Anh bước đến trước cửa động, sau khi hứng chịu làn mưa bom bão đạn, đến lượt tôi rồi. Tony không những giải quyết tất cả phân tử khủng bố, mà còn tiêu hủy tất cả đạn dược. Sau đó, trong tiếng nổ dữ dội, anh bay thẳng lên trời. Nhưng bộ giáp rất nhanh đã cạn kiệt nhiên liệu, anh đâm xuống sa mạc và làm bộ giáp Mark 1 đã bị vỡ tan tành. Sau đó anh bước loạn choạng trên sa mạc, trực thăng đã đến đón anh. James cuối cùng cũng đã tìm được Tony. Trải qua chuyện lần này, Tony nhận ra rằng vũ khí không những không thể bảo vệ được con người, ngược lại còn là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh. Điều này đã vi phạm nguyên tắc ban đầu của Tony. Thế là trong cuộc họp báo, anh đã tuyên bố rằng công ty Stark sẽ không sản xuất vũ khí nữa. Lời vừa nói ra đã khiến cánh phóng viên dưới khán đài phải chấn động. Obadiah Stane, cựu đối tác của cha anh kiêm quản lý công ty, sau cuộc họp báo đã chất vấn Tony rằng một công ty chế tạo vũ khí không chế tạo vũ khí chẳng lẽ chế tạo đồ chơi à? Nhưng Tony cũng đã hạ quyết tâm. Sau đó, anh đã tiến hành cải tạo lò phản ứng hồ quang, đồng thời bảo cô trợ lý Pepper giúp mình đặt nó vào ngực. Nhưng phản ứng đầu tiên của Pepper không phải là kinh ngạc, mà là lo lắng. Tony bảo Pepper vứt bỏ máy phản ứng hồ quang cũ, nhưng cô đã đặt nó trong một hộp kính nhỏ như một món quà rồi đưa cho Tony. Mà cũng chính hành động này của cô sau đó đã cứu mạng Tony. Sau khi trở về phòng nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo Jarvis đã hỗ trợ anh nghiên cứu bộ giáp Mark 2. Rất nhanh anh đã chế tạo ra đôi chân của bộ giáp.
Tuy nhiên, kết quả của chuyến bay thử nghiệm đầu tiên lại là đập mặt vào tường. Không lâu sau, hai cánh tay của bộ giáp cũng được hoàn thiện. Hơn nữa còn có uy lực khủng khiếp. Trải qua vô số lần thử nghiệm, Tony cuối cùng đã bay được lên. Tiếp đó là đặt phần vỏ ngoài của bộ giáp Mark II. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng rồi thì bắt đầu bay thôi. Tony bay thẳng lên 9 tầng mây. Nhưng khi anh bay đến độ cao 40.000 feet thì vỏ ngoài bộ giáp bắt đầu đóng băng. Hệ thống xuất hiện sự cố, anh lập tức rơi xuống. May sao vào thời khắc nguy hiểm, anh đã vặn nút khử băng. Lớp băng được đẩy bay, hệ thống cũng lập tức khôi phục. Đây có lẽ là nụ cười vui vẻ nhất của anh. 10 năm về sau, anh chưa từng cười vui như vậy nữa. Ngay lúc Tony đang nghiên cứu cách phối màu cho bộ giáp, Razor bên kia đã tìm thấy mảnh giáp của bộ Mark 1 trên sa mạc. Ngày đó, Tony đang tham gia một sự kiện từ thiện thì được biết tin từ nữ phóng viên. Có người trong công ty đã âm thầm giao dịch vũ khí với đám người Razor. Tony lúc này mới ý thức được rằng nội bộ công ty có vấn đề. Sau khi trở về, anh đã thấy trên TV hành vi tàn bạo của băng nhóm Razor ở Afghanistan. Ngoài mặt trông không hề bị xáo trộn, nhưng thực ra bên trong đã sớm dậy sóng ngầm. Tiếp theo chính là thời khắc tỏa sáng chân chính. Khi Tony mặc lên người bộ giáp sắt, tôi tin rằng bất kỳ fan Marvel nào cũng không thể kìm nén được sự phấn khích trong lòng khi xem cảnh này. Bên phía Afghanistan, những phần tử khủng bố đang tấn công dân thường một cách bừa bãi. Chúng đã bắt phụ nữ và trẻ em, còn đàn ông thì bị xử tử. Lúc tên khủng bố sắp hành quyết, Tony mang trên mình bộ giáp ngầu đen xuất hiện, tung cú đấm đánh bay một tên, sau đó xoay người phóng năng lượng. Một phát, hai phát, ba phát. Suy nghĩ đến an nguy của các con tin, Tony chỉ đành buông hai tay xuống. Thực tế là bảo Jarvis nhắm chuẩn mục tiêu. Zara đang muốn báo tin lại bị Tony một tay kéo ra ngoài. Nhưng khi anh vừa bay lên thì lại bị bắn rụng bởi một chiếc xe tăng. Tony từ từ bò ra khỏi đống đổ nát. Sau đó xoay người né tránh một quả đạn pháo đang bay tới. Tiếp đó anh bắn hai tia laser phá hủy tên lửa nhà mình rồi chính thức trở về nhà. Nhưng hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác. Khi ngang qua khu vực quân sự, Tony đã bị quân đội phát hiện. James vẫn không hiểu chuyện gì, chỉ huy liền hạ lệnh tấn công. Hai phi cơ chiến đấu F-22 Raptor vẫn đuổi theo tấn công anh. Tony bỗng chốc tắt năng lượng, biến mất trước tầm nhìn của mọi người. Lúc này, James nhận được điện thoại của Tony thì mới biết sự thật. Mà bên kia, kẻ đứng sau chuyện này đã xuất hiện. Sau khi nhìn thấy các mảnh vỡ của Mark 1, Razor hy vọng Stane có thể giúp mình chế tạo một nhóm binh lính sắt. Nhưng hiện giờ hắn ta vẫn chưa ý thức được rằng mình đã sớm mất đi giá trị lợi dụng. Stane đã diệt trừ tất cả băng đảng và lấy đi Mark 1. Bên kia, Tony đang hoài nghi trong công ty có nội gián. Thế là anh đã bảo Pepper đến văn phòng của anh kiểm tra bản kê khai vận chuyển. Lúc Pepper đang sao chép tài liệu mới biết Stane đã thuê người bắt cóc Tony. Lúc này ông ta đột nhiên bước vào phòng. Pepper cố tỏ ra trấn tĩnh, rồi lén rút USB rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Sau khi cô rời đi, Stane mở máy tính lên thì mới biết bí mật đã bại lộ. Thế là ông ta đã yêu cầu các nhà khoa học đẩy nhanh tiến độ phục chế lò phản ứng hồ quang. Nhà khoa học cũng đành bó tay. Nếu dễ làm đến vậy thì tôi có bị hói sớm như thế này không? Stane đã quyết định không che giấu nữa. Ông ta nhân lúc Tony không chú ý đã dùng vũ khí siêu âm làm tê liệt cả người anh. Sau đó cướp đi lò phản ứng hồ quang trước ngực anh. Vào thời khắc nguy cấp, may nhờ có lò phản ứng hồ quang cũ mà Pepper giữ lại đã cứu anh một mạng. Lúc này Pepper đã dẫn các đặc vụ siêu đến bắt Stane. Stane lúc này cũng đã đặt lò phản ứng hồ quang vào Mark 1 và mặc nó. Đám người vừa tiến vào phòng thí nghiệm thì đã bị công kích. Vài đặc vụ đã chết dưới tay của Stane. Lúc Pepper sắp bị ông ta tấn công thì đột nhiên, tôi đến rồi đây. Stane đứng dậy nhấc một chiếc radio chạy ngang qua tính đập vào Tony. Tony trực tiếp phóng năng lượng trước ngực đánh bay ông ta, đồng thời đón được chiếc xe. Nữ tài xế liền đạp ga khiến Tony bị trà sát trên mặt đường. Tony vừa mới thoát được thì lại bị đập cả một chiếc Ducati vào mặt. Có lẽ là vì không đủ năng lượng, Tony đã bị Stane ấn xuống đất rồi giẫm mạnh. Tiếp đó lại bị ông ta quẳng bay rồi ăn thêm một quả tên lửa. Nhưng Tony không hề bị thương, ngược lại còn ổn định trên không trung. Stane cũng không chịu yếu thế, hiện giờ Mark 1 đã có lò phản ứng hồ quang mới của Tony. Năng lượng có thể nói là tăng thêm một bậc. Sau đó hai người cùng dốc hết sức bay lên không trung. Nhưng Stane hoàn toàn không biết rằng mình đã trúng kế của Tony. Bởi vì bộ giáp khi bay đến độ cao nhất định, vỏ ngoài sẽ đóng băng, hệ thống cũng sẽ ngừng hoạt động. Đã yếu còn thích ra gió. Lúc này năng lượng của Tony cũng đã cạn kiệt. Vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ, vẫn chưa kết thúc được. Không có sự trợ giúp của lò phản ứng hồ quang, Tony sắp bị Stane nghiền thành sắt vụn. May mà anh đã nhanh trí thoát khỏi trói buộc. Tiếp đó, anh đã bảo Pepper bật quá tải lò phản ứng hồ quang lớn để cấp năng lượng cho tòa nhà, quyết định đồng quy vu tận với Stane. Pepper mặc dù không đành lòng nhưng thấy thái độ kiên quyết của Tony, cô chỉ đành ấn nút. Ngay lập tức, năng lượng khổng lồ đã bắn thẳng lên bầu trời. Stane và bộ giáp của ông ta rơi vào lò phản ứng đang phát nổ và bỏ mạng. Còn Tony thì đã may mắn sống sót sau vụ nổ. Trong cuộc họp báo, đối mặt với câu hỏi của phóng viên, Tony trầm lặng hồi lâu, sau đó nói ra câu nói kinh điển của mình. Tôi là Iron Man. Sau cuộc họp báo, Tony trở về phòng. Phát hiện giám đốc của SEAL, Nick Fury đợi mình đã lâu. Ông nói Iron Man không phải là siêu anh hùng duy nhất trên thế giới. Và muốn thảo luận với anh về sáng kiến Avenger. Từ sau khi Tony tuyên bố bản thân mình chính là người sắt, anh ấy đã trở thành tâm điểm chú ý của người dân nước Mỹ. Không chỉ trở thành thần tượng của tất cả mọi người, mà còn có được vô số người hâm mộ chỉ trong một đêm.
Nhưng dưới ánh hào quang, anh ấy đồng thời cũng phải đối mặt với một vấn đề khó khăn hơn. Làm thế nào để có thể kéo dài mạng sống của mình? Mọi người đều biết, trái tim của người sắt chính là lò phản ứng trên ngực của anh. Nhưng nguồn năng lượng cốt lõi của lò phản ứng là uranium. Đó là một chất phóng xạ có độc tố. Do áo giáp sử dụng lâu dài khiến cho cơ thể của Tony ngày càng bị hư hại. Nhưng cho đến hiện tại, vẫn không có chất nào trên trái đất có thể thay thế nó. Nhận thấy bản thân mình không thể sống lâu nữa, thế là anh ấy đã mang vị trí CEO cho Pepper, bắt đầu buông thả bản thân mình. Vì điều này, Pepper đã đặc biệt tuyển dụng một luật sư cố vấn, chuẩn bị bàn giao công việc. Nhưng Tony đã bị thu hút sâu sắc bởi thân hình nóng bỏng của cô gái. Nhìn vào mắt của tôi này, oh my god, ai ngờ rằng hàng loạt động tác này càng chiếm được trái tim của Tony. Anh muốn cô ấy, không đời nào. Đàn ông quả nhiên rất thích được thách thức. Từng ngày trôi qua, độc tố ở trong máu của Tony đã chiếm đến 50%. Người sắp chết như anh ấy đã quyết định tham gia đua xe để tìm được cảm giác mạnh. Nhưng lúc này một nhân viên trường đua lại đẩy cửa lan can bước vào, đi thẳng vào phía đường đua. Anh ta sở hữu một lò phản ứng giống với Tony, đồng thời hai tay còn cầm hai cái roi điện. Anh ta có đầy đủ các thiết bị, thậm chí là còn độc đoán hơn. Anh ta thuận tay vẫy ra một roi. Không có bộ áo giáp, Tony căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Chỉ trong giây lát đã bị hắn ta đánh cho bất lực. Lúc này Pepper đã lái xe kịp đến, hất văng người đàn ông qua lan can. Tony đang định lên xe thì cánh cửa xe lại bị cắt làm hai. Ngay sau đó, chiếc Rolls Royce đã bị biến thành sắt vụn. Vào thời điểm quan trọng, Pepper đã giao chiếc giáp sắt cho Tony. Tony có được chiếc áo giáp đã nhanh chóng đạp một chân đưa Pepper đến nơi an toàn. Sau đó liền đưa tay trái ra chuẩn bị bắn. Nhưng đối phương cũng không bỏ cuộc, quất hai chiếc roi ra một lần nữa khiến cho chiếc áo giáp bị hư hại nghiêm trọng. Trang bị của đối phương mặc dù không ngầu, nhưng độ sát thương cũng khiến cho người khác đáng kinh ngạc. May sao Tony đã nghĩ ra được kế sách, anh ấy đã cuốn chiếc roi điện xung quanh mình, từng bước tiếp cận đối phương. Sau đó ngay lập tức đến loại bỏ lò phản ứng của hắn ta. Người đàn ông này tên là Ivan. Lý do anh ta tấn công Tony là bởi vì bố của anh ta từng có mối quan hệ lâu dài với bố của Tony là Howard, cùng nhau nghiên cứu lò phản ứng ác. Nhưng sau đó vì buôn lậu vũ khí, đã bị Howard đuổi ra khỏi tập đoàn Stark. Ivan cũng vì vậy món hận trong tim, liền dùng bản thiết kế của bố mình tự tạo ra lò phản ứng. Sau sự việc, Tony đã đến nhà giam để gặp Ivan, vốn muốn hỏi nguyên nhân tại sao làm như vậy, nhưng đối phương lại không nói một lời. Nhưng Tony vừa rời đi thì hắn ta đã được người khác thả ra ngoài. Trong ngày sinh nhật của Tony, anh ấy mặc chiếc áo giáp sắt quẩy nhiệt tình trong bữa tiệc, một lúc lại cho mọi người đón xem sự lợi hại của cánh tay đạn, một lúc lại diễn một cảnh chân thành trước mọi người. Rose chạy đến nhìn thấy anh ấy liều lĩnh như vậy, liền lập tức vô cùng tức giận. Anh ấy đến phòng thí nghiệm của Tony, không nói nhiều lời mà mặc lên bộ Mark II. Sau đó anh ấy đuổi tất cả mọi người ra ngoài, muốn quyết đấu với Tony một trận. Tony nhặt thanh tạ lên, đánh bại Rose bằng một đòn. Rose cũng không chịu thua kém, vài gậy đã đánh bay Tony lên lầu. Sau đó hai người họ đấm nhau, nhìn thấy cả hai đều không có ý dừng lại, hai người trực tiếp chuẩn bị bắn vào nhau. Cuối cùng Rose đã đánh bại Tony, đồng thời mang Mark II về quân đội. Mà ở một bên khác, tên Ivan đã được người khác âm thầm thả ra ngoài. Sau đó anh ta được đưa đến trước mặt của tên buôn vũ khí Hammer. Thực ra cùng là một ngày, anh ta luôn đố kỵ về những thành tích của Tony. Sau khi nhìn thấy Ivan tấn công Tony bằng lò phản ứng tự chế, liền lợi dụng mối quan hệ của mình để thả Ivan ra ngoài. Anh ta hy vọng Ivan có thể giúp anh ta chế tạo một đội quân người sắt để xử lý được Tony. Ivan đương nhiên sẽ đồng ý. Sau đó Hammer được Rose gọi đến doanh trại, yêu cầu anh ta nâng cấp Mark II. Hammer nhìn thấy tình hình như vậy, liền không do dự lấy ra vũ khí mạnh nhất của mình, gọi là vợ cũ. Anh ta nói với Rose đừng nhìn thứ này chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nó có thể phá hủy một tòa nhà chỉ trong vài phút. Tony bên này biết mình không sống được lâu nữa, ngày nào cũng ăn chơi nhàn nhã chờ đợi cái chết. Hôm nay Nick Fury, giám đốc của SHIELD đã đến tìm anh ấy. Tony mới biết được cố vấn pháp lý của bản thân thực ra là một đặc vụ của SHIELD, tên là Natasha. Fury biết rằng Tony đã bị nhiễm độc uranium, liền để cho Natasha lặng lẽ tiêm cho anh ấy. Bệnh tình của Tony cũng đã được thuyên giảm. Sau đó Fury đã đưa cho Tony chiếc hộp do bố anh ấy để lại, bên trong đó có bản thiết kế của một lò phản ứng và một số băng video. Nhưng trong khi xem video, Tony đã phát hiện ra một manh mối. Anh ấy đã tìm thấy di vật mà cha anh để lại. Quả nhiên đúng như anh ấy dự đoán. Anh ấy liền lập lên một sơ đồ hình của Stark, dùng phép chiếu lập thể 3D, sau đó nhấn và giữ để đạt được phần tử mới. Vừa hay nó có thể thay thế nguyên tố uranium. Đây là món quà tốt nhất mà bố đã để lại cho anh. Có được những thứ này, Tony nói làm là làm. Anh ấy đã tập hợp tất cả các mạch cổ của Ti lại với nhau, sau đó di chuyển những đường ống, lắp ráp một chiếc máy gia tốc lăng kính. Anh ấy đã yêu cầu Carlson lấy tấm khiên bán thành phẩm của đội Mỹ đến, dùng nó để đệm dưới đường ống. Mọi thứ sau khi đã sẵn sàng, Tony đã kích hoạt thiết bị, thực nghiệm chính thức bắt đầu. Cuối cùng, Tony đã thành công chế tạo ra một nguyên tố mới, đồng thời mang nó thay thế được uranium, đặt nó vào chính giữa của lò phản ứng. Nhưng lúc này anh ấy đột nhiên nhận được điện thoại của Ivan. Ivan nói với anh ấy, 10 phút nữa anh ta sẽ hủy diệt toàn bộ tập đoàn Stark lâu đời. Trong lúc hoang mang, Tony đã nhìn thấy buổi triển lãm của Hammer sẽ được tiến hành trong 40 phút nữa.
Anh ấy liền đoán được rằng Ivan sẽ nhúng tay vào buổi triển lãm này. Thế là anh ấy không kịp để kiểm tra liền trực tiếp dùng chiếc lò phản ứng mới chế tạo, chuẩn bị chiến đấu với Ivan. Trên triển lãm vũ khí của Hammer, Bruce mang lên mình Mark II đã sửa đổi, đứng vào chính giữa của khán đài. Mà lúc này, Tony cũng mang chiếc Mark VI đến hiện trường. Nhưng khi anh ấy hỏi về nơi ở của Ivan, Mark II đột nhiên bị mất khống chế, hướng đại bác về phía Tony. Hóa ra là do Ivan đã đứng sau thao túng tất cả. Vẫn chưa kịp phản ứng thì tất cả các người sắt đều hướng về phía Tony. Để không làm tổn thương người vô tội, Tony đã nhanh chóng chuyển địa điểm chiến trường. Dưới sự kiểm soát của Ivan, Mark II cùng tất cả những người sắt liền lập tức bay theo. Bọn chúng đã điên cuồng tấn công Tony ở trong không gian. Đội quân người giáp phía dưới cũng tấn công hết đợt này đến đợt khác. Chỉ trong vài phút, cuộc triển lãm đã bị xáo trộn. Mọi người đều bị dọa sợ toán loạn. Ivan điều khiển người sắt đánh bom bừa bãi trong công viên. Lúc này một người sắt đã xác định một cậu bé đang đeo mũ ráp sắt Iron Man, liền chuẩn bị tấn công cậu bé. May sao Tony đã đến kịp thời cứu được cậu bé. Ở một bên khác, Natasha và Pepper tìm thấy tên Hammer và hỏi về vị trí của Ivan. Ai ngờ rằng tên Hammer này có chết cũng không nói ra. Natasha nhìn thấy vậy liền quyết định lật bài. Chỉ một sự uy hiếp nhỏ đã tìm ra được vị trí của tên Ivan. Sau đó cùng vệ sĩ đi đến phòng thí nghiệm của Hammer. Mặc dù là nơi chế tạo ra người sắt, nhưng những thao tác của Natasha thực sự phải khiến người khác ngạc nhiên. Không hổ là nữ đặc công mạnh nhất. Vệ sĩ ngoài cửa vừa giải quyết được một tên, vừa ngồng lên tất cả các nhân viên bảo vệ đã bị ngã gục. Khi hai người vào đến phòng máy, Ivan sớm đã cao chạy xa bay. Ở bên khác, Ross bất ngờ tấn công, liền đồng thời bị rơi xuống nước với Tony. Tony vốn muốn phản công, nhưng đã bị Mark II dí chặt dưới đất đánh một lượt đạn liên tiếp. May sao, Natasha đã kịp thời giúp Ross khởi động lại Mark II. Hai người đứng dậy vốn dĩ muốn bàn chiến thuật chiến đấu, nhưng đám người máy này không cho bọn họ có cơ hội đấy. Nhanh chóng bao vây lấy hai người. Hai người nhìn thấy vậy liền ngay lập tức đóng mặt nạ lại. Ngay sau đó là một cơn mưa đạn liên tiếp phối hợp nhịp nhàng. Nhìn thấy địch càng đến càng đông, Tony bảo Ross ngồi xuống. Hai tay anh ấy bắt chéo, một cối xay gió laser ngay lập tức dọn sạch chiến trường. Nhưng rõ ràng một chiêu tuyệt vời như vậy chỉ có thể dùng một lần. Lúc này, một người sắt to lớn bay từ trên không trung đáp xuống đất. Người đến chính là Ivan. Anh ta không chủ chế tạo ra người sắt, hơn nữa anh ta còn tạo ra một dòi điện càng mạnh hơn lúc đầu. Ross bảo Tony lui về sau. Anh ấy sẽ dùng vũ khí tối thượng của Hammer để thổi bay tên Ivan thành từng mảnh. Không thể không nói, được sản xuất từ Hammer đều là sản phẩm ăn hại. Ivan vùng dòi điện tấn công lại hai người họ. Rõ ràng hai người họ không thể chiếm được thế thượng phong. Ivan lại quấn dòi điện xét quanh cổ của họ. Tony đột nhiên nghĩ đến một kế sách. Anh ấy bảo Ross giơ tay lên. Hai người đối đầu với nhau một lần nữa. Nhưng lần này không phải là đối phương mà chính là Ivan. Sau một vụ nổ dữ dội, Ivan cuối cùng cũng bị đánh bại hoàn toàn. Ai ngờ rằng anh ta lại nói ra một câu: mày thua rồi. Hóa ra mỗi người sắt đều được cài đặt bom. Hai người liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này Pepper vẫn còn ngơ ngác nhìn người sắt dưới đất. May sao vào thời khắc cuối cùng Tony đã đến cứu cô ấy kịp thời. Hai người bay lên đỉnh tòa nhà. Sau một cuộc nói chuyện đơn giản, hiểu lầm giữa hai người họ cũng cứ như thế được hóa giải. Khi Fury tìm được Tony và thảo luận về thành lập đội Avenger, phải chăng một bản hợp đồng đã được ký kết? Trong một bữa tiệc chúc mừng năm mới, Tony quen biết một nhà sinh vật học xinh đẹp Hansen, dự định dành đêm giao thừa cùng cô ấy tiến hành giao lưu. Chính vào lúc bọn học đi vào thang máy, đột nhiên một người tàn tật nhếch nhác đi đến, tự xưng là Andrew Killian, người của công ty công nghệ tiên tiến gọi tắt là ATM. Anh ấy cũng muốn tiến hành giao lưu một chút với Tony. Tony vừa nhìn, thấy thằng mình một buổi tối không thể bàn chuyện với cả hai người. Thế là lúc ra khỏi thang máy đã giữ anh ta lại, nói với Killian anh ấy rất hứng thú với nghiên cứu của anh, hẹn anh ấy 5 phút nữa gặp mặt ở trên sân thượng. Nhưng Tony không hề có ý định đi đến cuộc hẹn. Anh ấy hiện tại chỉ đang tập trung xem kết quả nghiên cứu của người đẹp. Cô ấy đã đang nghiên cứu một loại huyết thanh có thể điều khiển não bộ và mã hóa ADN giúp phục hồi các vết thương nhanh nhất. Tony không hề quan tâm đến điều này. Anh ấy hiện tại chỉ muốn vào phòng đi ngủ. Trước khi vào phòng, Hansen còn dặn dò Happy đừng động tay vào động vật đó. Happy cũng là người có tính tò mò. Không cho tôi chạm, tôi nhất định phải chạm. Nhưng khiến người khác không ngờ được rằng nhanh cây bị giật đứt lại có thể sống lại. Chính vào lúc Tony và cô gái chuẩn bị làm việc trọng đại, một tiếng nổ đột nhiên vang lên. Happy liền xông đến ôm lấy Tony. May thay đó chỉ là một báo động giả. Cứ như vậy bọn họ lại trải qua một đêm đẹp đẽ. Hiện tại Tony đã trải qua trận chiến ở New York. Anh ấy đã mắc chứng rối loạn nghiêm trọng sau chiến tranh, luôn cảm thấy khủng hoảng chưa được giải quyết. Anh ấy tự nhốt mình ở trong nhà, cả ngày chỉ làm chế tạo binh đoàn người sắt. Nếu như xảy ra nguy hiểm, có thể ngay lập tức mặc lên áo giáp. Anh ấy còn chế tạo ra được một bộ có thể mặc tự động. Lần đầu thực nghiệm về cơ bản là thành công. Khi anh ấy xem tin tức vừa đang phát tin, gần đây có một người tên là Manter Silver đang thực hiện khủng bố nhiều khu vực bằng các vụ nổ tấn công. Còn điều đó là anh ta dành tặng cho nước Mỹ một bài học. Vốn dĩ Tony không có ý định để chuyện này trong lòng, nhưng vụ nổ lần này đã làm bị thương Happy nghiêm trọng. Tony lúc này đã không thể nhẫn nhịn được. Anh ấy đứng trước mặt truyền thông khiêu khích nói rằng: kẻ hèn nhát Manter,
Anh có khả năng thì tìm đến tôi. Để tôi ra tay thì anh xong đời rồi. Tony còn tiết lộ ra vị trí nhà của mình. Quay về nhà, Tony đã điều tra tất cả các sự kiện nổ diễn ra khắp mọi nơi. Trong khi điều tra liền phát hiện mỗi lần vụ nổ xảy ra nhiệt độ đều lên đến 3.000 độ. Đồng thời không có một chút dư lượng chất nổ nào ở hiện trường. Dựa vào phương hướng nhìn khi Happy bị thương, anh ấy đã phát hiện ra một tấm thẻ quân nhân. Sau đó là điều tra đến sự kiện phát nổ ở Tennessee. Người tử vong chính là một quân nhân. Vì vậy anh ấy đã yêu cầu Jacob thiết lập kế hoạch bay đến Tennessee. Chính vào lúc này, chuông cửa đã rung lên. Người đến chính là nhà sinh vật học Hasen đã gặp trong đêm giao thừa. Cô ấy đến không phải vì muốn phí nuôi dưỡng con, mà là có một chuyện quan trọng muốn nói với bọn họ. Tony còn chưa nghe được chuyện gì, tên lửa man dợ đã xuất hiện ngoài cửa sổ. Tony liền vội vàng để cho Mark 42 tới bao bọc lấy Pepper, đợi sau khi Pepper an toàn mới lấy lại chiếc giáp sắt. Lúc này, những quả tên lửa không ngừng phát nổ. Chiếc giáp sắt Mark 42 liền mang theo Tony bị hôn mê trốn ra ngoài. Đợi sau khi anh ấy tỉnh lại đã phát hiện Mark 42 đã dẫn anh đến Tennessee. Lúc này chiếc áo giáp cũng đã hết năng lượng, bởi vì cả thế giới vốn cho rằng anh đã chết. Vì vậy mà Tony cũng thuận thế để lẩn trốn đi. Trong một căn nhà kho, anh ấy đã gặp được một cậu bé cùng công nghệ là Harley. Rất nhanh Tony đã mua chuộc được cậu bé. Cậu bé bắt đầu giúp đỡ cho anh ấy tìm những nguyên liệu có thể sửa chữa người sắt, đồng thời cùng với manh mối nơi người quân nhân phát nổ. Hôm đó, Tony ở trong quán rượu đã tìm thấy người mẹ của quân nhân kia. Vừa mới ngồi xuống nói mấy câu, người mẹ đã đưa cho anh một tập tư liệu. Tony nói liệu có phải là đã tính toán rồi không? Biết rằng tôi sẽ đến tìm bà. Tư liệu cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cảnh sát đang uống rượu ở quán bar, liền đi đến hỏi chuyện gì. Cô gái liền ngay lập tức xử lý ông ta. Tony nhân cơ hội bỏ chạy liền bị Savin phục kích ngoài cửa chặn lại. Bất lực, anh ấy chỉ còn cách đánh nhau với người phụ nữ kia. Vốn muốn dùng chiếc còng xiết chết cô, nhưng không ngờ rằng chiếc xích đã bị cô ta phát lửa đứt làm đôi. Tony liền thuận thế đẩy đến một thùng xăng, đồng thời lợi dụng lò vi sóng để nổ chết người phụ nữ. Lúc này tên Savin xuất hiện, hắn ta còn bắt được cả cậu bé. Cậu bé đã làm theo gợi ý của Tony, lợi dụng quy điện để trốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Sau đó Tony dùng tia laser để trốn thoát khỏi trận đấu. Đồng thời lúc này Manter cũng đã hack các mạng TV, trực tiếp gọi tên Tổng thống Mỹ, yêu cầu ông ấy trong 30 giây gọi điện cho hắn ta. Nếu không sẽ giết con tin này trên sóng truyền hình trực tiếp. Tổng thống không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện thoại. Chính vào lúc kết nối được điện thoại, tên Manter đã bắn chết con tin ngay lập tức. Đây là một sự khiêu khích trắng trợn. Tổng thống liền lập tức điều động Iron Patriot, là Rose đi giải quyết chuyện này. Dựa vào vị trí vừa được định, Rose đã đến một xưởng may lớn. Không ngờ rằng anh ấy không những không bắt được người lại còn bị người ra bắt lại. Ở một bên, Tony đã thông qua vệ tinh hack được vào mạng của nước Mỹ. Hóa ra mỗi lần phát nổ đều là do con người phát nổ ra. Chẳng trách không có tàn dư của vật phát nổ. Tony suy đoán chính là Killian, người mà anh ấy cho leo cây năm đó, đã cung cấp kỹ thuật này cho Manter. Bởi vì Mark 42 vẫn chưa được sạc điện đủ, anh ấy mới phải đơn phương độc mã đến địa bàn của tên Manter, lợi dụng những vũ khí mình chế tạo xử lý tất cả đống lính canh. Đồng thời tìm thấy được tên Manter trên TV. Sau khi thẩm vấn mới biết được tên Manter này chỉ là một diễn viên, Killian mới là người đứng sau tất cả. Lúc này Savin đột nhiên xuất hiện, tấn công vào Tony. Đợi sau khi Tony tỉnh lại đã bị hắn ta treo lên giá. Người canh chừng anh ấy chính là người phụ nữ trước đó, Hansen. Tony nhìn thấy cô ấy liền nói anh ấy hiện tại không muốn chơi trò chơi bắt nhốt, muốn Hansen giúp anh ấy cởi trói. Hansen vẫn chưa nói gì, tên Killian liền bước vào. Killian vẫn nhớ năm đó.
Tony cũng để binh đoàn người sắt phát nổ. Dự định bắt đầu lại từ đầu. Cuối câu chuyện, Tony phẫu thuật thành công lấy được viên đạn. Sau này không cần dùng lò phản ứng để duy trì sinh mệnh nữa. Anh ấy ném chiếc lò phản ứng đi, đồng thời cũng thoát ra sự lo lắng. Anh ấy nghĩ thông rồi, Iron Man là Tony, Tony cũng chính là Iron Man. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Like và đăng ký kênh để đón chờ những tập phim hấp dẫn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.